Dạ vâng ạ, Alan Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến. Ở trong clip tiếp theo này thì Luân xin phép là sẽ test chất âm và giới thiệu cực kỳ ngắn gọn. Đó là em sẽ bán thanh lý hai đôi loa hàng chính hãng do công ty CB Acoustics sản xuất, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Sản phẩm ở đây đó là hai đôi loa sở hữu bát 30 từ 17 coi 7,6 tép kèn thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Với giá là 9 triệu đồng trên một đôi, em bao ship tận nhà cho các bác của anh em luôn. Ok chưa? 9 triệu đồng trên một đôi, em bao phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác của anh em. Những đôi loa hàng chính hãng các bác nhá. Thương hiệu công nghệ dây chuyền đến từ đất nước Đức và sản phẩm hàng chính hãng thật. Em bảo hành cho mọi người trọn đời là hàng chính hãng. Em chỉ có 2 đôi thôi ạ. Giá em giới thiệu lại là 9 triệu đồng một đôi, em bao ship tận nhà. Công suất 300W và mắc là 700, nội trợ là 4 ohm. Dòng loa 4 ohm thì công suất đánh rất là mạnh các bác nhá. Ok chưa? Hàng chính hãng. Các bác thấy em bán giá 9 triệu bao ship tận nhà. Nó còn rẻ hơn một đôi loa Trung Quốc luôn. Để em sẽ test chất âm các bác nhá, để mọi người nghe. Còn nhiều các bác đã sử dụng rồi thì biết chất của đôi loa này rồi. Hàng chính hãng thì tiếng của nó rất là sâu tiếng bát, sắc nét tiếng tép và rất là chi tiết. Vâng, em mạng đưa các bạn. mạng yếu ạ, đúng không ạ? Em có hai đôi các bác nhá, 9 triệu đồng một đôi bao ship tận nhà. Kèm hai giác mưu trước cho các bác của anh em. Các bác của anh em xem hàng xịn, hàng chính hãng này. Cái lớp sơn của nó khác vọt hoàn toàn so với hàng Chila đặt tên. Các bác lưu ý là như vậy nhá. Hàng chính hãng. Chính hãng thật, thương hiệu thật, công nghệ thật và rơi trên thật. Mạng yếu thật các bạn. Em sẽ thoát ra mở bài khác được không ạ? Tự nhiên là mà mạng yếu là buồn lắm. Quay rồi các bạn. Thế mới tiếc chứ đúng không ạ? Đúng là ngay từ đầu tiên em giới thiệu là video này em sẽ giới thiệu ngắn gọn đúng không ạ? Đúng là ngắn gọn thật. Các bác của em thân mến nhá, chất âm của nó thì em bao cho các bác là hay hơn so với giá tiền các bác bỏ ra rất nhiều. Và để đôi loa đưa chất âm hay thì các bác của anh em hãy sở hữu và sử dụng những con đẩy có công suất ít nhất là 600W trên một kênh, nội trở 8 ohm. Và nếu có con 800 hoặc là 1000W thì càng hay các bác nhá. Ok chưa? Có hai đôi thôi, anh em có thể sở hữu cả hai đôi hoặc mua một đôi em cũng bán các bác nhá. 9 triệu đồng bao ship tận nhà. Các bác chỉ cần đặt cọc tiền, em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Mọi người cắm thử kêu hay, mọi người thanh toán trả tiền. Ok, cảm ơn toàn thể các bác nhé. Xin lỗi các bác vì mạng yếu quá, không test được, đúng không ạ? Số điện thoại của em gọi là số Zalo 0365888988, 0368891555 các bác nhé. Đó đây ạ, hàng chính hãng thật, thương hiệu thật đây ạ. Các bác nhé, CB Acoustics. Mọi người mua những đôi loa cũ của Trung Quốc, những đôi loa của Chila làm đặt tên cũng phải mua 7, 8, 9, 10 triệu rồi. Mà đây là một đôi loa chính hãng thật các bác nhá. Một đôi loa chính hãng thật, đúng không ạ? Giá chỉ có 9 triệu thôi, bao ship tận nhà. Em cảm ơn mọi người ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo ạ.